Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái công cụ cuối cùng trong mô hình về Operational Excellence, vận hành xuất sắc hay gọi là vận hành tối ưu. Công cụ này là một trong những công cụ rất mới ở trên Việt Nam mình, nhưng mà cũng không mới trên so với thế giới. Nhưng mà công cụ này vừa mới được bổ trợ trong cái mô hình tổng thể về Operational Excellence, đặc biệt là mô hình về Operational Excellence của John & Partners. Mô hình này được gọi là mô hình trải nghiệm khách hàng. Thì trước đây tất cả doanh nghiệp đều rất là quen thuộc với cái việc là chúng ta phải chăm sóc khách hàng rồi. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là người trả tiền cho chúng ta, đúng không ạ? Và khách hàng là người nuôi sống doanh nghiệp chúng ta. Thì chúng ta phải tập trung vào khách hàng. Tuy nhiên điều này không phải là doanh nghiệp nào cũng có thể thực hành tốt được. Và chúng ta đều rất quen thuộc với một khái niệm đầu tiên và level thấp nhất trong cái trải nghiệm khách hàng, đó chính là bộ phận CS trong doanh nghiệp. CS được gọi là Customer Support. Thì Customer Support này là bộ phận hỗ trợ khách hàng. Thì cái này là khái niệm này từ rất lâu đời rồi, thậm chí là có hơn 20 năm. Thì chúng ta đã hỗ trợ khách hàng tốt rồi, nhưng khách hàng ngày càng thông minh, khách hàng ngày càng khó tính, khách hàng ngày càng yêu cầu nhiều hơn, thành ra chúng ta sẽ phải tăng cái mức độ lên. Thì mức độ tiếp theo của CS đó chính là CSS, là Customer Support and Service. Là chúng ta phải ngoài việc hỗ trợ, chúng ta phải mang lại những dịch vụ cộng thêm cho khách hàng. Và thay vì vậy, doanh nghiệp chúng ta thay vì bộ phận Sales Marketing sẽ đi bán hàng, đi tiếp thị, thì bộ phận Customer Support and Service sẽ tạo ra được cái nguồn thu cho khách hàng bằng cách là khi chúng ta chăm sóc khách hàng happy, khách hàng hài lòng với chúng ta thì khách hàng sẽ quay trở lại sử dụng dịch vụ của chúng ta. Nhưng tới một thời điểm CSS ai cũng làm hết rồi, ai cũng làm như nhau thì chúng ta cần phải làm nhiều hơn, thì nó sẽ tiến hóa lên tới một cái bước tiếp theo, đó chính là CE, viết tắt của từ là Customer Engagement. Thì Customer Engagement là cái việc mà chúng ta kết nối với khách hàng, gắn kết khách hàng. Hay từ engage trong tiếng Anh nó còn gọi là từ đính hôn. Chúng ta đính hôn với khách hàng thì chúng ta còn khó xa khách hàng lắm. Và khách hàng đính hôn chúng ta thì khách hàng cũng luôn luôn nghĩ về chúng ta. Thì cái Customer Engagement nó đi tới một cái bước là nếu chúng ta giữ được một khách hàng trung thành thì chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí chúng ta chỉ còn bằng 1/6 so với chúng ta phát triển khách hàng mới. Thì chúng ta làm sao khách hàng chúng ta nó phải tăng cường sự trung thành về loyalty, tăng cường sự giới thiệu cho người khác là về viral, và cuối cùng là giới thiệu khách hàng cho mình luôn là referral. Thì đây là những đỉnh cao của Customer Engagement. Tuy nhiên là trong thời đại mới hiện nay, chúng ta engagement vẫn chưa đủ và chúng ta làm sao bán sự trải nghiệm. Lý do là tất cả sản phẩm dịch vụ hiện nay trên thị trường hầu như là giống nhau. Điện thoại Apple và Samsung gần như là na ná về mặt tính năng rồi. Máy ảnh Canon hay là Nikon là sẽ na ná như nhau rồi. Tất cả các sản phẩm trong siêu thị chỗ nào cũng có, đúng không ạ? Sản phẩm A này trong siêu thị A cũng có, siêu thị B cũng có. Như vậy điều gì khác nhau? Thì cái sự khác nhau chính ở đây đó chính là Customer Experience, là trải nghiệm khách hàng. Và một trong những câu nói của anh Tài, chủ tịch Thế Giới Di Động mà được rất là thích, đó chính là tất cả sản phẩm dịch vụ của Thế Giới Di Động ở đâu cũng có, đúng không? Nhưng mà sản phẩm của Thế Giới Di Động ở đâu cũng có, nhưng mà nếu mà cái trải nghiệm của Thế Giới Di Động thì chỗ khác chưa chắc có, thậm chí nếu muốn nói rõ hơn là không có. Thì đây là cái cách mà chúng ta hướng tới khách hàng. Thì cái đỉnh cao cuối cùng đó chính là Customer Experience. Chúng ta làm sao bán một cái trải nghiệm cho khách hàng khiến cho khách hàng hài lòng, và không những khách hàng hài lòng một lần mà hài lòng rất nhiều lần, và sau đó khách hàng sẽ là người giới thiệu cho chúng ta, và chúng ta sẽ biến khách hàng trở thành cái người mà đi tiếp thị dịch vụ với chúng ta, đi giới thiệu dịch vụ với chúng ta, và nó sẽ tăng cái niềm tin lên. Tại vì nếu mà khách hàng giới thiệu khách hàng khác thì chúng ta gần như chúng ta cần chả cần phải quảng cáo gì cả, vì chúng ta lúc đó khách hàng trở thành đại sứ của doanh nghiệp và cái niềm tin tăng rất là cao hơn là các bạn sẽ đưa một nhân viên bán hàng để giới thiệu. Thì một trong những cái điều chia sẻ ở đây là quý vị các bạn có thể là nghiên cứu nhiều hơn, phân tích nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về Customer Experience. Và đây chắc chắn là một trong những cái mảng ghép rất là hoàn hảo trong mô hình về Operational Excellence. Cảm ơn quý vị.